Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 8 tháng 10, quân khu 1 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015. Dự hội nghị có Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, chủ trì hội nghị. Tham sự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên có Đại tá Trần Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua gần 10 năm thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 cho thấy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã lãnh đạo chỉ đạo tốt việc cụ thể hóa luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật thành các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định triển khai thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, quân khu đã tuyển chọn tuyển dụng trên 500 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp. Các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp trợ cấp, nâng bậc lương, chuyển nhóm, ngạch lương, nhà ở Chính sách hậu phương quân đội thường xuyên được cấp ủy chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. Đối với bộ chỉ huy quân sự tỉnh, những năm qua, Đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phổ biến quán triệt nghiêm túc luật đến 100% cán bộ đảng viên của các cơ quan đơn vị, thông qua đó giúp cho đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp nắm và hiểu rõ về chức trách nhiệm vụ, các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước đối với quân đội nói chung và đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp nói riêng. Tại hội nghị trên cơ sở thực tiễn của việc thực hiện luật các đại biểu cũng đã đề xuất các khó khăn bất cập vướng mắc về các văn bản thi hành, độ tuổi nâng lương, thăng quân hàm, tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp với các ngành nghề được đào tạo, chế độ chính sách đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng để thực hiện có hiệu quả luật trong thời gian tới.